biến động của thể thao thế giới. Đây là câu chuyện đầy hấp dẫn. Lời giải đáp cho mọi câu hỏi từ những con số biết nói. Được biết bởi những người chiến thắng và những kẻ chiến bại. Chào mừng đến với Newsroom. Nhanh, trực diện và bùng nổ, đó là những gì mà người ta được chứng kiến một Manchester United đang có sự tươi mới dưới thời Erik ten Hag khi chạm trán với Liverpool tại Bangkok vào tối qua. Chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-0 khó tin giúp thuyền trưởng mới của Manchester United có khởi đầu như mơ, trong khi bên phía Liverpool, tân binh Nunes của The Cop đã không có được màn ra mắt như kỳ vọng. Trong khi đó tại Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã sẵn sàng để bước vào trận bán kết giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 15:30 đối đầu với đối thủ U19 Malaysia. Không có bất kỳ chấn thương nào với các trụ cột của đội tuyển. Đáng chú ý, ban tổ chức cũng sẽ huy động 1.300 nhân viên an ninh đến sự động diễn ra trận bán kết của U19 Việt Nam để đảm bảo an toàn cũng như tránh mọi bất trắc có thể xảy ra. Cũng đang có được sự tự tin cao độ là các tuyển thủ nữ của đội tuyển Việt Nam. Sau 3 chiến thắng tại vòng bảng, chúng ta đã chắc chắn có được suất tại bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, trong trận đấu được xem là quyết định thứ hạng tại bảng B với Myanmar vào lúc 18 giờ tối ngày hôm nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định toàn đội sẽ hướng tới thành tích cao nhất để mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Còn vào đêm qua, Quang Hải cũng đã có trận đấu thứ hai tại câu lạc bộ Pau FC. Dù chỉ ra sân trong hiệp 2 nhưng Hải cũng đã rất quyết tâm để thể hiện mình. Tuy nhiên, trước một đối thủ rất mạnh là Toulouse, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Pau FC thất bại 0-2 trong trận giao hữu thứ hai trước thềm mùa giải mới 2022-2023. Thị trường chuyển nhượng cũng đang dần trở nên sôi động hơn với các cổ động viên yêu mến Chelsea. Vào đêm qua, hàng loạt các tờ báo đều đã đưa tin trung vệ đội trưởng Napoli và đội tuyển Senegal Kalidou Koulibaly đang ở rất gần với đội chủ sân Stamford Bridge. Mức giá của thương vụ này được cho vào rơi vào khoảng là 33 triệu bảng. Dự kiến, bản hợp đồng của cả hai sẽ có thời hạn 5 năm cùng mức lương lên tới 7 triệu bảng một năm cho Koulibaly. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin Newsroom.